Mission Evil là một tựa game thế giới mở sinh tồn được phát triển bởi các studio Laser Edge đang được mở cửa thử nghiệm. Mission Evil được tạo ra nhằm mục đích mang đến trải nghiệm sinh tồn chân thực và tuyệt vời nhất cho game thủ. Game lấy bối cảnh thế giới mở và sử dụng đồ họa đỉnh cao Unreal Engine 5, khiến mọi thứ trở nên sống động không thua kém gì bom tấn trên PC. Tham gia game Mission Evil, người chơi sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập mọi ngóc ngách, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng khiến bạn phải đánh đổi bằng mạng sống. Để sống sót, người chơi phải chiến đấu hết mình, cạnh tranh không khoan nhượng, không chỉ với những sinh vật đột biến mà còn là hàng trăm những người chơi đang tuyệt vọng tìm đường sống. Tựa game đặt ra rất nhiều thử thách để kiểm tra bản năng sinh tồn của người chơi, từ việc thu thập tài nguyên cho đến chiến đấu chống lại lũ thây ma và những người chơi khác. Vì vậy, người chơi phải luôn đảm bảo sức khỏe bản thân bằng cách theo dõi thường xuyên các chỉ số cơ thể. Bên cạnh đó, phải cố gắng thu thập tài nguyên thông qua trồng trọt, chế tạo nấu ăn và lẻn vào hoặc đột kích nơi trú ẩn của những người chơi khác. Trong thế giới hoang dã này, người chơi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn để sinh tồn. Điểm ấn tượng nhất như đã có đề cập chính là thẩm mỹ đồ họa. Nhờ công nghệ Unreal Engine 5 tiên tiến và bối cảnh thế giới mở, người chơi sẽ được chiêm ngưỡng và khám phá nhiều điều thú vị và không có giới hạn, khiến mỗi giây phút trải nghiệm đều không cảm thấy nhàm chán. Điều quan trọng nhất cần làm khi bắt đầu game Mission Evil không gì hơn ngoài việc xây dựng nơi trú ẩn, tuy nhiên bạn cũng cần xem xét tất cả các yếu tố xung quanh. Và lúc này, việc đưa ra một chiến thuật và kế hoạch hợp lý là điều cần thiết. Bạn phải cân nhắc về vị trí xây dựng, địa hình thuận lợi công thủ, tiêu tốn tài nguyên bao nhiêu, độ bền của công trình, khả năng đối phó với các mối đe dọa và khả năng mở rộng trong tương lai. Về sao nơi trú ẩn của bạn sẽ dần được phát triển, thu hút càng nhiều người nhòm ngó hòng chiếm đoạt căn cứ của bạn, cần suy tính trước sao cẩn thận để đảm bảo khả năng sinh tồn lâu dài. Bây giờ hãy sẵn sàng bước vào thế giới rộng lớn của game Mission Evil, thuần hóa một chú ngựa và cưỡi chúng đi các địa hình khác nhau như sa mạc, rừng, cánh đồng, tuyết, núi và thị trấn ma để khám phá thế giới hậu tận thế ngoạn mục, cũng như đắm chìm với hệ thống thời tiết thời gian thực chân thực đến đáng kinh ngạc. We'll be right back.